Hi An, nàng thơ của Sơn Tùng làm The Face dậy sóng, khiến Minh Tú quát thẳng mặt Cao Thiên Trang. The Face Việt Nam phiên bản online là chương trình thực tế được cư dân mạng quan tâm trong những ngày gần đây. Các thí sinh góp mặt trong chương trình năm nay được đánh giá có tên tuổi nổi trội, sở hữu lượng follower hùng hậu trên mạng xã hội. Sau khi tập 1 The Face lên sóng, chương trình nhận được nhiều sự quan tâm từ khán giả nhờ những màn tranh giành thí sinh vô cùng căng thẳng giữa bao đội huấn luyện viên cố vấn chuyên môn. Tập 2 còn có sự góp mặt của Hoa hậu siêu mẫu Minh Tú. Trước ngày lên sóng tập 2, chương trình tiếp tục tung đoạn trailer thứ hai vô cùng kịch tính và cuộc tranh cãi xoay quanh phần thi của thí sinh Hi An, nàng thơ của Sơn Tùng. Đây cũng chính là một trong những thí sinh tiêu biểu trong đội của huấn luyện viên Mạc Trung Kiên và cố vấn Cao Thiên Trang. Trong thử thách chụp hình đồ bơi theo nhóm, khi cùng thí sinh hai đội còn lại thực hiện thử thách, Hi An đến từ đội huấn luyện viên Mạc Trung Kiên, cố vấn Cao Thiên Trang thẳng thừng tuyên bố: "Giờ tôi muốn hai bạn xem tôi giống nữ hoàng vậy đó." Cố vấn Cao Thiên Trang cũng đồng tình: "Làm nữ hoàng đi, 20 giây cho nữ hoàng." Ngay khi vừa nghe thấy câu nói của Cao Thiên Trang, hai huấn luyện viên từ hai đội còn lại là Quỳnh Anh và Trâm Anh vô cùng ngỡ ngàng. Huấn luyện viên Trâm Anh chia sẻ, câu nói đó làm bản thân mình rất khó chịu, Trâm Anh chưa bao giờ dạy thí sinh team mình làm những điều như vậy. Chưa dừng tại đó, Hi An còn to tiếng và tỏ thái độ với Thanh Liên, thí sinh thuộc đội huấn luyện viên Trâm Anh, tôi không muốn cười kiểu đó. Những căng thẳng giữa các thí sinh khiến dàn huấn luyện viên cố vấn đang theo dõi cũng không khỏi lo lắng, còn giám khảo Minh Tú tỏ ra không hài lòng. Nữ siêu mẫu đã lập tức hỏi thẳng, Hi An em nói gì, chính xác cô em nói là gì, khiến cô nàng bất ngờ. Sau hậu trường, Hi An bật khóc, phân bua giải thích, mình đang rất rối và thời gian rất gấp, Hi An không muốn điều đó, không hề. Trước thái độ căng thẳng của giám khảo Minh Tú, Cao Thiên Trang đã lên tiếng bảo vệ thí sinh. Em xin lỗi vì chiến thuật của team em đã nói với các bạn ngay từ đầu, các bạn lên các bạn phải là leader. Minh Tú cũng thẳng thừng đáp trả, team của em là team có tinh thần làm việc nhóm tệ nhất từ nãy giờ luôn. Nhận xét có phần gay gắt của đàn chị đã khiến team của huấn luyện viên Mạc Trung Kiên và cố vấn Cao Thiên Trang cực sốc. Hi An là cái tên nhận được sự chú ý nhiều hơn cả nhờ gương mặt đậm chất Á Đông và tổ chức trở thành một ngôi sao quảng cáo thương mại. Đặc biệt, cô nàng là gương mặt tham gia nhiều MV đình đám của làng nhạc Việt trong thời gian gần đây. Trước đó, Cao Thiên Trang tự tin sẽ đào tạo Hi An trở thành người mẫu ảnh xuất hiện trên bìa tạp chí và ngôi sao trên mạng xã hội nhờ chất liệu viral tốt mà đội mình đang sở hữu. Cuối cùng, Hi An quyết định lựa chọn về team của Mạc Trung Kiên và Cao Thiên Trang với mong muốn tìm thấy hình ảnh mới và muốn bứt phá hơn trong sự nghiệp. Hi An, tên thật là Nguyễn Thị Thu Hà, là gương mặt quen thuộc của làng hot girl phía Nam. Cô nàng từng đảm nhận vai nữ chính trong các MV, nổi bật nhất là Muộn Rồi Mà Sao Còn của Sơn Tùng MTP, Chẳng Thể Giữ Lấy Chẳng Đánh Bung Tay của Ngô Kiến Huy, Thôi của Giang Hồng Ngọc.